Hanam paripunang, phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ma phần tê dạ xin vâng. Vana ti ba ta ve ra mani se kha ba đăng sa ma adiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adinna Dana Veramani Sekha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumichha Chara Veramani Sekha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sekha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sura mê đấy mắt chấp ma đa tha na về mani sẽ khá và đăng sắp ma yami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panati pata veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Kame sumicchha chara veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ tà dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối. Sura meraya machapamadathana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dỗi uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badani sa tukang katoa apamadini cha karang samma rakitapang. Chỉ thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên với vui. Ma phan tê dạ xin vâng. Sīlena sukha tanh yanti, sīlena phūkha sāmbadā, sīlena nipo tanh yanti, tasmā các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín cho ráng thọ trì giải luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để chuyển tam quy ngũ giới đến hàng phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tam giác tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị hữu ân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. À, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới hôm nay chúng ta sẽ lại ôn bài kinh tiểu bộ Itibutaka kinh Phật tử thuyết bằng học thứ ba vừa qua. Đại đức Tuệ Đức chắc không ôn bài rồi nên kính đã mời cô tu nữ Tuệ Duyên, không biết cô tu nữ Tuệ Duyên có chiếc máy không ạ? Nếu mà cô Tuệ Duyên có chiếc máy, chính mời cô Tuệ Duyên ôn lại bài kinh pháp ở in là bài kinh tiểu bộ hôm nay. Chiếc alo. Dạ không thấy tín hiệu của cô tu nữ Tuệ Duyên.
Vậy xin đặt mời Sít Tràng Đông nhé. Sít Tràng Đông, Sít Cẩm Vân. À, mến mời Tràng Đông. Sa thú Quỳnh Quốc Thanh Á, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Con kính chào Đạo Tràng. Sau đây con xin đọc bài ôn Kinh Tiểu Bộ, Ý Tí Vút Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, Phẩm Nan Đá bài 6. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, tại quê Lú Quá Ná, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc đờ tôn giả Bí Liên Đá Quắc Chá thường hay gọi các tỷ kheo với danh từ Bằng Tiện Quá Xá Lá. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Tôn giả Bí Liên Đá Quắc Chá thường hay gọi các tỷ kheo với danh từ Bằng Tiện. Rồi Thế Tôn bảo một tỷ kheo: Hãy đi nảy kheo và nhân danh ta bảo tỷ kheo Bí Liên Đá Quắc Chá: Này hiền giả, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn đi đến Tôn giả Bí Liên Đá Quắc Chá. Sau khi đến nói với Bí Liên Đá Quắc Chá, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân, hiền giả, Tôn giả Bí Liên Đá Quắc Chá, dân đáp tỷ kheo ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với Tôn giả Bí Liên Đá Quắc Chá đang ngồi một bên: Có thật chăng, này Quắc Chá, ngươi thường gọi các tỷ kheo với danh từ Bằng Tiện? Thưa có, bạch Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi tác ý đến đời sống trước của Bí Liên Đá Quắc Chá, liền bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, chớ có bực phiền với tỷ kheo Bí Liên Đá Quắc Chá. Này các tỷ kheo, không phải vì trong lòng có sân hận mà Quắc Chá thường gọi các tỷ kheo danh từ Bằng Tiện. Này các tỷ kheo Quắc Chá trong 500 năm nối tiếp nhau đã sanh trong gia đình Bà La Môn. Danh từ Bằng Tiện đã lâu ngày được chứa chấp trong vị ấy. Do vậy Quắc Chá thường gọi tỷ kheo với danh từ Bằng Tiện. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Trong ai không mang trá, không mạng tham đoạn tận, không sở không dục, vẫn được trừ diệt, tự ngã thành mát lạnh, vị ấy là Phạm Chí, là Sa Môn Tỷ Kheo. Dạ hết. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thù kính cảm ơn Sư Trạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ, Ý Tí Vút Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, Phẩm Nan Đá, bài 6. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Ra Chá Gá Há, tại quê Lú Quá Ná, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Bí Liên Đá Quắc Chá thường hay gọi các tỷ kheo với danh từ Bằng Tiện. Rồi một số đông
Lúc bấy giờ đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Tôn giả Bi Liên Đá Quát Chá thường hay gọi các tỳ kheo với danh từ Bần Tiện. Rồi Thế Tôn bảo một tỳ kheo: Hãy đi đến, hãy đi này tỳ kheo, và nhân danh ta bảo tỳ kheo Bi Liên Đá Quát Chá. Sau khi đến nói với Bi Liên Đá Quát Chá, bậc đạo sư gọi hiền giả: Thưa vân hiền giả, tôn giả Bi Liên Đá Quát Chá vân đáp tỳ kheo ấy: Đi đến Thế Tôn, sau khi đi đến đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tôn giả Bi Liên Đá Quát Chá đang ngồi một bên: Có thật chăng? Này Quát Chá, ngươi thường gọi các tỳ kheo với danh từ Bần Tiện. Thưa có, bạch Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi tác ý đến đời sống cho Bí Liên Đá Quát Chá, liền bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, chớ có bực phiền với tỳ kheo Bí Liên Đá Quát Chá. Này các tỳ kheo, không phải vì trong lòng có sân hận mà Quát Chá thường gọi các tỳ kheo với danh từ Bần Tiện. Này các tỳ kheo, Quát Chá trong 500 năm nói tiếp nhau đã sanh trong gia đình Bà La Môn, danh từ Bần Tiện đã lâu, ngài được chứa chấp trong vị ấy. Do vậy Quát Chá thường gọi các tỳ kheo với danh từ Bần Tiện. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Trong ai không mang trá, không mạn, tham đoạn tận, không ngã sở, không dục, phẫn nộ được trừ diệt, tự ngã thành mát lạnh, vị ấy là Phạm Chí, là Sa Môn Tỷ Kheo. Và hết, cộng nhân đã đọc bài xong, muốn mời bàn tay của Pháp Nguồn Lào Cai. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Quang Thanh, cô Dạng Đông đã cho biết tín hiệu. Dạ cảm ơn chú Bác Thân Hò bài học. Để con hôm nay xin phép được đọc kinh Tiểu Bộ Iti Buttaka, kinh Phật Tự Thuyết chương 3, phẩm Nan Đã, bài 6. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn chú ở Ra Chá Gá Há tại quê Lú Hóa Ná, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, tôn giả Bí Liên Đá Quắc Chá, người thường hay gọi các tỳ kheo tới, với từ Bần Tiện, Quá Xa Lá. Rồi một số đông lúc bấy giờ đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Tôn giả Bí Liên Đá Quách Trá thường hay gọi các tỳ kheo với danh từ Bần Tiện. Rồi Thế Tôn bảo một tỳ kheo: Hãy đi này tỳ kheo, và danh ta bảo các tỳ kheo Bí Liên Đá Quách Trá. Sau khi đến nói với Bí Liên Đá Quách Trá, bậc đạo sư gọi hiền giả: Thưa vâng hiền giả, tôn Bí Liên Đá Quát Chá vâng đáp tỳ kheo ấy: Đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tôn giả Bí Liên Đá Quát Chá đang ngồi một bên: Có thật chăng, Quát Chá, ngươi thường gọi các tỳ kheo với danh từ Bần Tiện? Thưa có, bạch Thế Tôn.
Rồi Thế Tôn sau khi tác ý đến đời sống trước của Pí Linh Đá Quát Trá, liền bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, chớ có bực phiền Ú Trá Dít Tá với tỳ kheo Pí Linh Đá Quát Trá. Này các tỳ kheo, không phải vì trong lòng có sân hận mà Quát Trá thường gọi các tỳ kheo với danh từ bần tiện. Này các tỳ kheo Quát Trá trong 500 năm nối tiếp nhau đã sanh trong gia đình Bà La Môn, danh từ bần tiện đã lâu ngày được chứa chấp trong vị ấy. Do vậy Quát Trá thường gọi tỳ kheo với danh từ bần tiện. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Trong ai không man trá, không mạn tham đoạn tận, không ngã sợ, không dục, phẫn nộ được trừ diệt, tự ngã thành mắt lạnh, vị ấy là Phạm Chí, là Sa Môn Tỳ Kheo. Dạ con đã đọc hết ạ. Dạ con xin xuống mic mời một vị khác ạ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp, và kính chào quý đạo hữu. Và bây giờ Tuệ Duyên xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ. Dạ, cảm ơn huynh Quách Thanh. Kinh Tiểu Bộ, Ý Tí Quýt Tắc Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, Phẩm Nam Đá. Bài 6. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, tại quê Luvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Pí Linh Đá Quát Trá thường hay gọi các tỳ kheo với danh từ bần tiện Quát Sala. Rồi một số đông lúc bấy giờ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Tôn giả Pí Linh Đá Quát Trá thường hay gọi các tỳ kheo với danh từ bần tiện. Rồi Thế Tôn bảo một tỳ kheo: Hãy đi, này tỳ kheo. Và nhân danh ta bảo tỳ kheo Pí Linh Đá Quát Trá, sau khi đến nói với Pí Linh Đá Quát Trá, bậc đạo sư gọi hiền giả: Thưa vâng hiền giả, tôn giả Pí Linh Đá Quát Trá vâng đáp tỳ kheo ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tôn giả Pí Linh Đá Quát Trá đang ngồi một bên: Có thật chăng này Quát Trá, ngươi gọi các tỳ kheo với danh từ bần tiện? Thưa có, bạch Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi tác ý đến đời sống trước của Pí Linh Đá Quát Trá, liền bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, chớ có bực phiền Uccayita. Với tỳ kheo Pí Linh Đá Quát Trá: Này các tỳ kheo, không phải vì trong lòng có sân hận mà Quát Trá thường gọi các tỳ kheo với danh từ bần tiện. Này các tỳ kheo Quát Trá trong 500 năm nối tiếp nhau, Appokinani, đã sanh trong gia đình Bà La Môn, danh từ bần tiện đã lâu ngày được chứa chấp, Accacino, trong vị ấy. Do vậy Quát Trá thường gọi tỳ kheo với danh từ bần tiện. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Trong ai không mang trá, không mạng tham đoạn tận, không ngã sở, không dục, phẫn nộ được trừ diệt, tự ngã thành mát lạnh, vị ấy là Phạm Chí, là Sa Môn Tỳ Kheo. Dạ, bài học đã hết. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, bây giờ Tuệ Duyên xin mời Quang Thanh.
Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Pháp Tân, Đại Đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Y Tứ Hút Tá Cá Kinh Phật Tự Thuyết, Chương Phẩm Nan Đá, bài. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Ra Chá Gá Há tại quê Lũ Quá Ná, chỗ nuôi dưỡng các con sóc giả Bí Linh Đá Quách Chá, thường hay gọi các tỷ kheo với danh từ Bản Tiện Quá Xá Lá. Rồi một số đông lúc bấy giờ đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Tôn giả, Bi Linh Đá Quá Quách Chá, thường hay gọi các tỳ kheo với danh từ Bần Tiện. Rồi thế tôn bảo một tỳ kheo: Hãy đi. Này tỳ kheo, và nhân danh ta bảo tỳ kheo Bí Linh Đá Quá Quách Chá. Sau khi đến nói với Bí Linh Đá Quách Chá, bậc đạo sư gọi hiền giả: Thưa vâng, hiền giả, tôn giả Bí Linh Đá Quách Chá vâng đáp. Tỷ khiêu ấy đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Bí Linh Đá Quách Chá đang ngồi một bên: Có thật chăng? Này Quách Chá, ngươi thường gọi các tỷ kheo với danh từ Bần Tiện. Thưa có, bạch Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi tác ý đến đời sống trước của Bí Linh Đá Quách Chá, liền bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, chớ có bực phiền Úc Chá Quýt Tá Quýt Rí Thá với tỳ kheo Bí Linh Đá Quách Chá. Này các tỳ kheo, không phải vì trong lòng có sân hận mà Quách Chá thường gọi các tỳ kheo với danh từ Bần Tiện. Này các tỳ kheo Quách Chá trong 500 năm nối tiếp nhau Abokinani đã sanh trong gia đình Bà La Môn, danh từ Bần Tiện đã lâu ngày được chứng chấp Achachino trong vị ấy. Do vậy Quách Chá thường gọi tỳ kheo với danh từ Bần Tiện. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: Này, trong ai không man trá, không mạn tham đoạn tận, không ngã sở không dục, vẫn nộ được trừ diệt, tự ngã thành mát lạnh, vị ấy là Phạm Chí, là Sa Môn Tỳ Kheo. Con đã đọc xong. Dạ con cảm ơn chú Vát Thán Há đã bót bài. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú sa thú lần thầy quang thánh. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể quý đạo hữu châu rung. Dạ con xin được đọc Kinh Tiểu Bộ Y Tí Bút Ta Ca Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, phẩm Nan Đà, bài 6. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Racha Gaha tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bây giờ tôn giả Pilinda Vacha thường hay gọi các tỷ kheo với danh từ Bần Tiện Vasala. Rồi một số đông lúc bấy giờ đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo với bạch Thế Tôn: Tôn giả Pilinda Vacha, thường hay gọi các tỷ kheo với danh từ Bần Tiện. Rồi Thế Tôn bảo một tỷ kheo: Hãy đi. Này tỷ kheo, và nhân dân ta bảo tỷ kheo Pilinda Vacha. Sau khi đến nói với Pilinda Vacha, bậc đạo sư gọi hiền giả: Thưa vâng, hiền giả, tôn giả Pilinda Vacha vâng đáp tỷ kheo ấy.
Đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ, Thế Tôn ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Pilinda Bát Chá, đang ngồi một bên có thật chăng này Bát Chá? Người thường gọi các tỷ kheo với danh từ bần tiện. Thưa có bạch Thế Tôn, rồi Thế Tôn sau khi tác ý đến đời sống trước của Pilinda Bát Chá, liền bảo các tỷ kheo này, các tỷ kheo chớ có bực phiền Uchujitha. Với tỷ kheo Pilinda Bát Chá này, các tỷ kheo không phải vì trong lòng có sân hận, mà Bát Chá thường gọi các tỷ kheo với danh từ bần tiện. Này các tỷ kheo Bát Chá trong 500 năm nối tiếp nhau Abokinani đã sanh Bà La Môn, danh từ bần tiện đã lâu ngày được chứa chấp Achachino. Trong vì ấy do vậy Bát Chá thường gọi tỷ kheo với danh từ bần tiện. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: trong ai không Bát Chá, không bạn tham đoạn tận, không ngã sở, không dục phẫn nộ được trừ diệt, từ ngã thành mát lạnh, về ấy là phạm chí, là Bà La Môn tỷ kheo. Dạ hết. Dạ kính mời cô tu nữ Như Pháp tiếp theo ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn Minh Bạch Thà Ná. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn cô Hoa Nguyệt, cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp được tín hiệu. Dạ Như Pháp mến chào sức trân đạo về giao đạo tràng, cô trân đạo về giao đạo tràng mà hết giờ rồi nên Như Pháp xin lỗi cô nha cô trân đạo. Dạ rất là xin lỗi cô. Dạ nếu còn được chừng 2 phút nha, Như Pháp cũng nhường mic cho cô để cô ôn bài. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Tể Đức, Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ Như Pháp kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Minh Quát Thanh Á, cô Rạng Đông, cô Cẩm Vân, Ban Thanh và Pháp Nguồn Đầu Lào Cai đã hoan hỷ ông bài tiểu bộ kinh ngày hôm nay, ngày số 6. Dạ bây giờ thì đã đến giờ học bài mới tiểu bộ kinh Ichibutaka bài số 7 La Mã. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư để chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Tạm thiên vần ngầm ngồi khẩn khoản, phần nhận lời nhưng chẳng gì hay. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh hồi khẩm chấn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, trước khi con thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng giảng giải bài học hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, cảm ơn Huynh Bát Tha Ná đã cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Ichivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, Phẩm Nanh Đá, Bảy La Mã. Như vậy đó nghe, một thời Thế Tôn trú ở Ra Chá Gá Há, Vương Xá, tại quê Lú Quá Ná, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Tôn Hạ, Tôn Giả Mahakassapa trú ở hang Đình Pha Lý, ngồi một thế ngồi kiết trà trong 7 ngày, sau khi nhập vào một loại thiền định. Rồi Tôn Giả Mahakassapa sau bài xuất hình đấy, Tôn Giả Mahakassapa sau khi xuất khỏi định đấy, suy nghĩ như sau: ta hãy đi vào Ra Chá Cá Há để khất thực. Lúc bấy giờ 500 chư thiên đang cố gắng lo cho Tôn Giả Mahakassapa được đồ ăn khất thực. Rồi Tôn Giả Mahakassapa sau khi khước từ 500 thiên nhân ấy, sau khi khước từ 500 nhân ấy, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào Ra Hát, Ra Chá Gá Há để khất thực. Lúc bấy giờ Thiên Chủ Sát Cá muốn cúng dường đồ ăn khất thực cho Tôn Giả Mahakassapa, hóa thân làm người thợ dệt Bê Sát Ca Y Quanh Năng Tăng Dệt Chỉ Tăng Tăng Quy Na Tị Sú Chá Ta Sú Chá Ta. Hình như cái chỗ này là thiếu dấu. Ta thiếu nữ Asura đang làm cho đầy cái thoi, và qua xa răng bu rê tí. Tôn Giả Mahakassapa sau khi đi từng nhà khất thực ở Ra Gaha, đi đến trú xứ của Thiên Chú Sát Cá. Thiên chủ Sát Cá thấy Tôn Giả Mahakassapa từ xa đi đến, sau khi thấy liền ra khỏi nhà tiếp đón lấy bát từ nơi, tay cầm đem vào nhà bới cơm từ nơi nồi đựng đầy bát và đưa lại cho Tôn Giả Mahakassapa. Đồ ăn khất thực ấy gồm có nhiều loại canh, nhiều loại món ăn, nhiều loại canh gia vị món ăn rộng lẫn với nhau. Ane Kassu Bara Bà Dành Channel. Rồi Tôn Giả Mahakassapa suy nghĩ: ai là chúng sanh này lại có thần lực uy lực như vậy? Rồi Tôn Giả Mahakassapa suy nghĩ chính là Thiên Chủ Sát Cá. Sau khi biết vậy, nói với Thiên Chủ Sát Cá: này Kosiya, chính ngươi đã làm sự việc này, chớ làm như vậy nữa. Thưa Tôn Giả Kassapa, mục đích của chúng tôi là được phước. Điều chúng tôi cần làm là được phước. Rồi Thiên Chủ Sát Cá sau khi đảnh lễ Tôn Giả Mahakassapa, thân phía hữu hướng về ngài, bay lên trên hư không và ở giữa hư không nói lên 3 lần cảm hứng: ôi bố thí tối thượng là bố thí khéo ăn trú vào Kassapa. Ôi bố thí tối thượng là bố thí khéo ăn trú vào Kassapa. Thế Tôn với Thiên Nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe giữa hư không Thiên Chủ Sát Cá nói lên 3 lần lời cảm hứng: ôi bố thí tối thượng là bố thí khéo ăn trú vào Kassapa. Ôi bố thí cao thượng là bố thí khéo ăn trú vào Kassapa. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: vì tỳ kheo khất thực tự sống không nhờ người chư thiên, thương vị ấy thường an tịnh chánh niệm. Nam Mô Tha Giá. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong kinh thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tỷ Đức cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ rất nhiều. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học bài 7 La Mã. Ở trong nội dung của cái bài 7 La Mã này đó là nói câu chuyện của Ngài Kassapa, tức là Ngài Ca Diếp. Khi mà Ngài nhập định, để trong khoảng thời gian 7 ngày đó, lúc đó đó thì sau khi Ngài xả thiền ra đó, thì Đức Trời Đế Thích đó, Ngài mới cúng dường để cái thực phẩm cho tôn giả Ca Diếp. Khi mà cúng dường đó thì rõ ràng là cúng dường cho một cái vị mà mới vừa xả thiền, mà ở trong cái từ gọi là cái từ ngữ Phật học á, gọi là thiền diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định có nghĩa là cái đặc biệt ở trong cái thiền này đó là trong suốt 7 ngày vị này nhập định đó, thì không có một cái thọ và tưởng, tức là cái tâm thọ, tâm hành và thân hành đó, thọ và tưởng nó không có sanh diệt, không có sanh diệt. Ví dụ như các cái thiền khác thì nó còn có những cái khoảng trống, tức là cái khoảng thời gian chen kẽ những sát na khác, những dòng tư tưởng khác chen vô. Nhưng mà ở trong cái thiền diệt thọ tưởng định này đó là không có chen một cái tư tưởng khác suốt trong 7 ngày đó. 7 ngày đó. Và để mà nhập thiền này đó thì vị đó phải là vị từ tam quả cho đến tứ quả. Cái thứ hai nữa là về thiền chỉ đó, thiền định á, thì vị đó phải chứng tứ thiền, nói theo kinh tạng, hay là chứng ngũ thiền ở trong Di Diệu Tạng. Bởi vì sao? Cái trình độ mà tứ thiền ở trong kinh tạng đó là trình độ ở một cái tâm hết sức là tinh tế, hết sức tinh tế. Và khi đó đó cộng thêm một cái quả vị, cộng thêm cái quả vị. Cái quả vị đó là phải vị là tam quả mới có thể, hoặc là tứ quả thì vị đó mới có thể nhập thiền diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định. Và khi mà nhập thiền diệt thọ tưởng định đó, đó là trong suốt 7 ngày đó là không có một dòng tâm thức nào sanh khởi. Tức là lặng lặng, và đặc biệt đó là không cái năng lực của thiền đó, thì không có bất cứ một cái gì để gọi là xâm phạm hay là xâm hại đến cái cơ thể của các cái vị nhập thiền đó. Nước không cháy, xin lỗi, lửa không cháy, nước không cuốn, cũng không có một cái vật gì mà có thể xâm hại vào cơ thể của các bạn. Chúng ta nghe cái câu chuyện của một vị tỳ kheo, hình như là cũng là Ngài Xá Lợi Phất. Tức là vị này nhập về thiền diệt thọ tưởng định đó, thì lúc bấy giờ có một cái giọa xoa đó, tức là cầm một cái chùy, cái chùy tức là cái chài đó, mà cái chài đó là nó có sức nặng vô cùng, nó đánh như là cái quả núi gì mà nó đè lên
với một người bình thường thì tan xương nát thịt đó, chứ cũng không thể nào mà còn nguyên. Nhưng mà do rằng là ngài Xá Lợi Phất, ngài nhập thiền diệt thọ tưởng định đó, thì lúc bấy giờ cái con giỏ so đó đó, chúng sanh giỏ so đó đó, thấy như vậy chướng chướng mắt, cho nên đập một chùy vào trong cái đầu ngài. Thì khi mà ngài xả thiền ra đó, thì cái đầu nó chỉ ê ê thôi, ê ê thôi. Và chúng tôi trở lại cái năng lực của thiền định này, của cái thiền mà diệt thọ tưởng định này đó, thì là 7 ngày. Trong suốt 7 ngày đó là không có xả ra, không có xả ra, ngoại trừ những chuyện là khi mà tăng cần thì tự động vị này có giống như là thần giao cách cảm vậy đó, thần giao cảm là vị này biết là tăng cần cái vị này, cho nên là vị này xả ra thôi, chứ không có bất cứ cái gì mà làm cho cái vị này lay động, không có xen một dòng tâm thức, và cũng không bao giờ bị lửa cháy. Lửa cháy nó cũng không bao giờ cháy nám vô, lỡ như có cháy rừng hay là cháy này cháy kia, cháy nhà cháy cửa gì đó, thì cái lửa nó cũng không có có xém vô cái vị này, cũng không có nóng vị này. Đó là năng lực của thiền diệt thọ tưởng định. Cái thứ hai nữa là nước không thể cứu, dù lũ lụt cái gì đó, chỗ của vị đó ngồi đó thì cũng không bao giờ mà có một cái khả năng mà lùa cái vị đó, cuốn vị đó đi được. Hoặc là một cái vật gì mà va đập vào á, trong cơ thể vị đó làm cho vị đó tổn thương á, thì cũng không có luôn. Và vị đó không bao giờ xả thiền, chỉ điều kiện, chỉ có một điều duy nhất á, là khi tăng cần, tức là chưa tăng cần cái vị đó, thì vị đó có giống như là có thần giao cách cảm, vị đó biết tăng cần mình, thì vị đó xả ra thôi. Và trong suốt 7 ngày đó là không có độ, không có dùng các cái vật thực, bất cứ một cái thực phẩm gì, không có thực phẩm gì, không có uống nước, cũng không có ăn, không có cái chất dưỡng tố gì hết. Trong suốt 7 ngày đó vị đó nhập định. Và sau khi mà xả định á, thì nếu mà ai mà cúng dường những vị mà vừa nhập diệt, nhập thiền diệt thọ tưởng định á, thì cái phước báo nó rất là lớn, phước báo lớn lắm, lớn lắm. Cho nên cái vị này mà vừa xả thiền định, bởi vì trong 7 ngày đó mà không ăn á, thì coi chừng á, nếu mà cái vị đó không nạp cơ thể vô á, thì e rằng cái cơ thể này nó sẽ hoại, nó sẽ chết. Cho nên là trong 7 ngày đó vị đó phải đi khất thực, rồi có ai được cúng dường đó, thì cái phước rất là lớn. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói đến cái năng lực của thiền. Bây giờ chúng tôi trở lại cái điều là ở trong nội dung của cái câu kệ này đó. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng vị tỷ kheo khất thực sống tự sống không nhờ người, chư thiên thương vị ấy, thường an tịnh chánh niệm. Ở đây đó là khi quý vị biết rằng là đời sống những cái vị mà chư tăng ngày xưa, hoặc là các vị thánh tăng ngày xưa đó, thì các ngài thường có đời sống rất là độc cư, rất là độc cư. Ngày nay chúng ta học lại các cái hạnh của ngài, đó là một trong những cái bài học để cho chúng ta học hỏi và tập tầm theo. Nhưng mà quả thật là đời sống của các ngài quả thật là thánh thiện. Bởi vì nếu như chúng ta biết rằng cái ngày xưa đó, thì cái nhu cầu vật chất nó cũng không phải là những cái gì đó nó hết sức là cơ bản, hết sức là nền tảng, tức là chỉ vật thực rồi y phục, như vậy là đủ. Mà vật thực đó thì các ngài cũng chỉ đi khất thực thôi. Cho nên ở trong lực đó nói một điều, đó là nhiều khi mình ở đâu đó xa làng thành thị, xa làng sớm quá thì cũng không được. Bởi vì đi khất thực á, nó rất là khó khăn, xa quá rồi đi rất là khó khăn. Đi nhiều khi là phải dùng rồi xong mới đi về cái chỗ trú ngụ của mình.
trú ngụ của mình. Cho nên ông có cái thời gian, rồi cái chỗ chuyện mà đi khất thực á, sáng là phải đi sớm, đi tới gần như là trưa trưa mới bắt đầu là tới cái nơi để mà đi khất thực. Cho nên ở đây đó, trong luật có nói rằng ví dụ như mình đi xa, ở xa làng quá thì cũng không được, mà ở gần quá thì cũng không được. Ở gần quá thì nó sẽ sinh ra những cái chuyện ồn ào, rồi những chuyện thị quy, chuyện này chuyện nọ, thì mình cũng không có yên tâm để mà mình tu hành. Cho nên gần làng sớm, những người ta ở đông á, thì sẽ có những cái điều này điều nọ, điều hay, điều tiếng này điều tiếng nọ, vân vân. Cho nên nó không phải là cái điểm tốt. Vì vậy khi mà chọn một cái chỗ mà trú xứ đó để mà ở thích hợp đó, thì cũng không nên quá xa làng sớm, và cũng không nên quá gần. Gần thì ổn, gần bến nước, gần chợ cá, gần chợ búa, gần cái này cái kia, hí trường rồi vân vân, thì gần những cái chỗ đó nó không phải là cái chỗ mà mình có thể là yên tâm để mà mình tu tập. Bởi vì người ta sinh hoạt thì người ta phải nói năng, người ta phải lời qua tiếng lại, nói nhiều thứ. Cho nên là vị tỳ kheo chọn cái chỗ ở của mình nó cũng không quá xa làng, cũng không nên quá gần. Gần thì nó sinh ra những cái bận rộn, cái xáo trộn ở nội tâm, nó không phải là tốt. Và đối với một cái vị tỳ kheo đó, thì chúng ta biết là đi khất thực không phải chỉ có cái việc duy nhất là nuôi mạng sống, mà đó là một cái pháp hành trì hết sức là đòi hỏi một cái người ấy, là cần có cái sự kham nhẫn rất là nhiều. Kham nhẫn rất là nhiều. Ngày nay đó, nhiều khi rồi là tùy vào mỗi quốc độ, tùy vào mỗi địa phương. Nếu chúng ta đi vào ở vùng Tây Nam Bộ á, ở các cái vùng mà Chư Tăng Khmer đó, thì cái chuyện mà chúng ta gặp Chư Tăng mà đi khất thực ở làng sớm thì cũng là hết sức là bình thường, thì nó là nhiều. Bởi vì trong chùa đó là chỉ có nấu điểm tâm buổi sáng thôi. Sáng là quý sư lưng khuyên nhau nấu cái gì đó, dùng học rồi chút có khoảng trưa đó, khoảng chừng 10 giờ, 9 giờ mấy gì đó là quánh một cái tiếng kiển, rồi bắt đầu Chư Tăng tủa ra sớm, đi ra các làng sớm, các hẻm, các ngõ ngách gì đó để đi khất thực. Ví dụ như đi một cái hẻm như vậy, một con đường nhỏ vậy đó, là bốn vị sư, rồi là một hẻm khác đi bốn vị sư đi khất thực. Mà quý vị biết rằng khi mà tới giờ đi khất thực mà lỡ mà tháng mưa đó, thì gặp trời mưa thì ướt nhớp nhác, rồi là thực phẩm thì lạnh nguội, rồi nhiều khi cái thực phẩm nó cũng bị nước vô, bị mưa mà. Cho nên là khi người ta đặt bát cái gì đó thì cũng phải nhận cái đó. Mà đòi hỏi cái người đi, cái vị đi khất thực á, hết sức là có cái kham nhẫn. Bởi vì mình không kham nhẫn là không được. Nói vậy chứ mình bước vô mình tu á, mình xuất gia rồi mình đi khất thực đó, đời sống Đức Phật ngày dạy vậy là phải có cái sự kham nhẫn rất nhiều. Bởi vì mình đi cái xứ mà đi khất thực đó, mà cái xứ, cái nơi mà là có Phật tử, họ biết cúng dường đặt bát á, thì còn đỡ. Họ không biết, họ nói này nói nọ, nói nặng nói nhẹ, hay hoặc là họ nói những cái lời không hay, thì chúng ta phải đòi hỏi phải có sự kham nhẫn. Cái thứ hai về vấn đề vật cũng phải kham nhẫn. Tại vì mình không kham nhẫn thì mình không thể nào mà ăn các cái thực phẩm mà do khách thực được. Bởi vì mỗi người nấu một kiểu, nấu một cách, thì người ta cúng cái món gì đó thì đòi hỏi là mình phải dùng cái món đó, phải nhận cái món đó và chung món đó, chứ không có được đòi hỏi. Như vậy là phải có cái sự kham nhẫn trong vật thực nữa. Nếu mình không kham nhẫn thì mình không thể nào đi khất thực được. Rồi kham nhẫn với những người chung quanh, tức là nhiều khi rồi có người này người nọ tánh nết nó xấu, hay là ngang ngược, hay là không có hiểu đạo đó, rồi là họ nói những cái lời không hay,
hoặc là cái vùng mà người ta không quen đặt bát vật thực, đặt bát cúng dường ấy, thì người ta đâu có đặt vật thực ăn đâu. Người ta để cái buồn chuối vô, cái nải chuối vô, hay người ta để trái dừa vô, hay hoặc là người ta để cái gì đó vô, thì cái đó cũng đâu có ăn được đâu, để mà no mà qua ngày được. Cho nên là chúng tôi nhớ rằng đó, ngày xưa mà có lần mà chúng tôi ở với Trà Vinh á, chúng tôi không phải ở lâu, chúng tôi ở đó đi cùng với Chư Tăng đi khất thực đó, thì đi để có cái trải nghiệm, chúng tôi đi để có cái trải nghiệm, tức là đi vô trong đồng á, vô hẻm hốc á, để đi khất thực trong cái mùa vào độ tháng này nè, để đi khất thực. Thì đi khất thực đó, quý vị biết rằng là người ta nấu mỗi ngưỡng kiểu mà, ngưỡng cách. Người ta có chuẩn bị, sáng người ta chuẩn bị ra đồng thì người ta nấu cơm sẵn rồi, người ta nấu thực phẩm sẵn rồi để. Thì quý vị có những cái thực phẩm á, là khi mà đến tay dân Chư Tăng rồi đó, thì nó rất là nguội. Nó nguội mình, nó sự thật ra là mình cũng phải dùng, phải ráng mà dùng, chứ không phải là không dùng được. Có những cái thực phẩm nó đã nguội rồi, nó đã nguội rồi. Rồi có khi có canh, có bánh, có trái, có này có kia, chủ yếu là cơm với thực phẩm thôi, thức ăn thôi, chủ yếu là vậy, ở quê là vậy. Rồi bắt đầu Chư Tăng mới về đó, là đi một nhóm vậy là 4 vị hay là 3 vị gì đó. Rồi về đó bắt đầu đặt cái bát lên trên trai đường. Rồi có những người thiện tính họ lại họ cúng dường xong cái bắt đầu là Chư Tăng tụng kinh gom lại hết. Bắt đầu Chư Tăng ngồi trên trai đường tụng kinh phúc chúc cho thí chủ. Rồi bắt đầu Chư Tăng thọ thực. Thọ thực xong rồi là những người kia ta dọn cái bát của mình, bát của vị nào thì vị đó đem đi rửa, úp cắt để ngày mai tiếp tục đi khất thực. Là như vậy. Thì ở đây chúng tôi nói đó, cái đời sống của một cái vị mà xuất gia đó, ở nhà mình đó, thì mình muốn ăn cái gì thì mình kiếm mình ăn, nấu mình ăn, mua mình ăn. Nhưng mà đi khất thực đó, đời sống xuất gia thì kheo đó, người ta cho cái gì phải nhận cái đó, ăn được không được gì cũng phải nhận cái đó. Đó là như vậy, đòi hỏi mình là phải kham nhẫn trong vật thực, rồi kham nhẫn ở trong cái những người chung quanh, cái tha nhân, những người khác, rồi kham nhẫn luôn cả cái gì, cái môi trường sống. Tại vì sao? Cái môi trường sống là mình đi bát á, nếu mà đi tháng mưa thì trơn trượt, nhưng mà tháng nắng cái vùng mà đất cát á, thì vì biết đi chân không mà nó nóng lắm, buộc phải chân không. Rồi nếu mà trời mưa thì nó nhớp nhép, nó về nó ướt y hết. Quý sư thì quấn y bên ngoài mà, y vai trái bên ngoài đó, thì phải quấn y, chúng ta biết là vậy. Cho nên là khi mà nhận các cái món vật thực, đòi hỏi cái vị tỳ kheo cần phải có cái sự cảm nhận. Cái điều nữa đó, ý chúng tôi muốn nói ở đây đó, Phật dạy rằng tức là tự sống không là người. Ở đây đó, nói không nhờ người là mình hiểu cái ý ở đây đó là vậy nè, là mình phải có cái sự tự lực tự thân mình, tức là ở trong nội tâm của mình luôn luôn vững trú, tức là mình không có ỷ vào ai mà luôn luôn chuyên tâm lo hành đạo. Cho nên là có thể nói rằng một bát cơm nghìn nhà, cái câu mà gọi là nhất bát thiên gia phạn đó, cô thân dạng lý du, kỳ vi sanh tử sự, vui kiếp sống thiên thu. Có nghĩa là một bát cơm nghìn nhà, một mình muôn dặm xa, chỉ vì sanh tử sự, vui kiếp sống xuân thu. Có nghĩa là như vậy. Có nghĩa là cái việc sanh tử là việc lớn. Việc sanh tử là lực lớn. Và một bát cơm á, thì nghìn nhà, tức là mình phải đi quá duyên khất thực để tập cái tính kham nhẫn của mình. Rồi mình cũng không có bị dính mắc một cái chi hết.
Bởi vì cái đó là của tùy tâm của những người đàn tính, họ tùy tâm họ cúng dường để nuôi cái nuôi sống bản thân này, nuôi sống tâm này. Và khi mà nuôi sống tấm thân này để mà mình tu, tu để làm sao thoát sanh tử. Cho nên mình đặt cái chuyện mà sanh tử là việc trọng, sanh tử là việc trọng. Tu làm sao để chấm dứt sanh tử, đó là việc trọng. Chứ còn những cái việc mà đi khất thực, việc này việc kia chỉ là để gieo duyên và để tập tu cho chính mình, tập tu cho chính mình. Cho nên ở đây nói là tự sống không nhờ người, có nghĩa là mình sống với cái đời sống tự lực và trao dồi nội tâm, trao dồi nội tâm. Cho nên khi mà một người có cái trao dồi nội tâm á, vững trú rồi đó, thì không có nương tựa vào một cái gì cả, mà nương tựa ở nơi cái chính sự hành đạo của chính mình, hành đạo của chính mình. Cho nên á, là cũng có một cái câu pháp cú Phật dạy là Attahi Attano Natho Ko Vinato Baro Siya Attata Hisudan Attata Hisudan Te Na Na Thang La Phati Duôn La Phăng. Chính ta tự nương tựa, nào ai khác cứu tinh, tự mình khéo điều phục, được cứu tinh khó được. Cho nên nói là tự sống không nhờ người, có nghĩa là tự tâm mình trú vững vào cái đề mục để mà mình tu tập. Giống như là các ngài vậy đó. Hình ảnh mà chúng ta nói là các ngài khi mà trú vững ở trong một cái đề mục trong suốt một cái thời gian 7 ngày đó đó. Và ở trong kinh nói rằng là nếu mà ai được cúng dường cái vị mà sau khi nhập xả thiền, nhập thiền rồi xả thiền diệt thọ tưởng định đó, thì vị ấy sẽ được có phước. Thì trong khoảng thời gian này đó, cái cảm thọ và các cái tưởng, tức là cái tâm mà nghĩ đến một cái việc gì quá khứ hiện tại hiện lai gì đó, thì nó không có sanh khởi, nó hoàn toàn vắng lặng. Cho nên cái năng lực của thiền này đó, thì như chúng tôi đã nói, nếu cả hai cái yếu tố, một là vị đó phải là chứng tứ thiền, nếu nói trong kinh Tạng thì ký tứ ở đây là xả và định, xả và định. Tứ thiền ở trong kinh Tạng là xả và định. Như vậy thì cái mức độ mà ở nội tâm nó hết sức là tinh tế, nội tâm hết sức là an tịnh, hết sức là tinh tế. Khi mà mình nhập thiền đó đó thì mình phải có cái điều kiện. Cái điều kiện của vị đó phải là chứng tứ thiền, tứ thiền. Cái thứ hai nữa đó, là vị đó phải là vị tam quả trở đi cho đến vị tứ quả. Bởi vì sao? Vị tam quả thì dứt được cái dục ái và sân này. Ba cái phiền não trước mình không nói, nhưng mà dứt được dục ái và sân. Cho nên ở mức độ này đó là cái trình độ nó hết sức là đặc biệt. Và do đó đó mới có cái khả năng nhập thiền diệt thọ tưởng định này, diệt thọ tưởng định này. Và trong 7 ngày đó thì các ngài, ví dụ như các cái thiền khác á, thì nhập một thời gian ngắn thôi rồi các vị cũng xả ra, rồi cũng là có những cái dòng tâm thức khác nó sanh khởi lên, rồi là các ngài cũng là trong 1-2 ngày rồi các ngài xả ra, rồi các ngài dùng cái vật thực. Nhưng mà đối với mà diệt thọ tưởng định á, là trong suốt 7 ngày không có dùng bất cứ một cái thực phẩm gì, từ cái thức ăn, thức uống, các cái dưỡng tố để nuôi cơ thể. Cho nên trong suốt 7 ngày đó, nếu mà vị đó mà xả ra đó, thì mà ai được cúng dường các ngài thì vị đó phước lắm, phước lớn lắm, phước lớn lắm. Nói cái điều này nữa để cho chúng ta thấy rằng là ở trong kinh á, thì cũng là trong kinh Trung Bộ, bài kinh cúng dường phân biệt thí đấy, thì ở trong cái bài kinh đó đó thì Phật dạy có 4-14 cái trường hợp để mà cúng dường. Từ cái việc mà cúng dường có Đức Phật Lưỡng Phái Tăng, có Đức Phật Chứng Minh, rồi cúng dường đến một cái vị mà Phật độc giác toàn giác, rồi cúng dường đến một vị A-la-hán, quả A-la-hán đạo,
rồi a na hàm quả a la hàm đạo, rồi tư đà hàm quả tư đà hàm đạo, rồi vị chứng thiền, rồi vị chứng thiền cao, rồi vị chứng thiền thấp, rồi vị có giới nhiều, vị có giới ít, rồi vị người không có giới là súc sinh, vân vân. Thì từ đó mà chúng ta biết rằng là tùy theo cái mức độ, tùy theo cái đối tượng mà chúng ta cúng dường. Bởi vậy cho nên rằng khi mà nói rằng cái yếu tố của cái việc mà chúng ta thí đó, chúng ta cúng dường đó, thì cúng dường những cái bậc mà thanh tịnh hoàn toàn thì cái phước lớn lắm. Cái bậc thanh tịnh hoàn toàn thì cái phước lớn. Nhưng mà chúng ta cũng đừng nghĩ là chờ tới cái bậc thanh tịnh hoàn toàn để chúng ta cúng. Không hẳn là vậy. Bởi vì chúng ta là người đang tu tập và đang tích lũy bòn mòn, bòn tích lũy những cái công đức thiện sự cho chúng ta. Cho nên lúc nào mà chúng ta có cái điều kiện, lúc nào chúng ta có một cái duyên thuận lì tiện đó, thì chúng ta nên cúng dường, chứ không phải đợi nhất thiết là phải vậy. Nhưng mà ở đây đó, khi mà nói đến cái quả của cái người mà cúng dường cho những cái vị, các cái đối tượng như vậy đó, tùy theo cái đối tượng càng mức độ chừng cao, chừng thanh tịnh chiều chừng nào thì cái phước nó lớn. Bởi vì chúng ta thầm tụ được cái gọi là đối tượng để chúng ta thí, tượng để chúng ta thí. Đó là gì? Cái miếng ruộng mà chúng ta gieo cái hạt giống xuống, gieo cái hạt giống xuống. Cho nên á, nếu mà cái yếu tố khách quan, tức là nếu yếu tố là do cái đối tượng mà chúng ta thí đó, thì cái đối tượng đó là thật sự là cái đối tượng thanh tịnh. Còn cái yếu tố mà do tâm lý chủ quan của chính mình á, thì thật sự là cái tâm mình nó thật sự là an tịnh, thật sự là an tịnh. Cho nên cũng ở trong kinh cúng dường phân biệt thí đó, thì Phật có nói rằng nếu cúng dường mà thanh tịnh bởi người cho, thanh tịnh bởi người nhận, cả hai cái yếu tố đó, người cho cũng thanh tịnh mà người nhận cũng thanh tịnh nữa, thì phước lớn lắm. Còn nếu chúng ta cúng dường mà cái đối tượng nhận là thanh tịnh nhưng mà chúng ta không có tu tập đó, chúng ta không có thanh tịnh đó, thì cái phước đó nó cũng không có thù thắng lắm, nó không có thù thắng lắm. Do vậy đó thì chúng ta là những người biết thí, trong khi một người có đầy đủ niềm tin, rồi chúng ta thực hiện các cái thiện sự công đức cho chính mình, rồi mình cúng dường đến với cái đối tượng để nhận thí, thì cái đối tượng đó phải đối tượng ít nhiều cũng có cái sự thanh tịnh trong đó. Cho nên nếu cả thanh tịnh cả đôi, tức là cả người cho cũng thanh tịnh và người nhận cũng thanh tịnh, thì cái phước lớn lắm, cái phước lớn lắm. Cho nên cái người mà chúng tôi nghĩ rằng là khi mà cái người mà có nhiều cái phước đó, thì chư thiên sẽ thương tưởng người đó. Giống như chúng ta nghe ở trong kinh đó, nhiều khi Phật ở đâu đó thì chư thiên, rồi long thần, rồi các cái vị, các cái cảnh giới rồi đó, có cái sự gần gũi với Đức Phật và luôn luôn bảo vệ Đức Phật. Thì cái của mình cũng vậy, giống như cái câu mà ông bà mình thường nói là đức trọng quỷ thần kinh, tức là mình mà có phước có đức ấy, thì ma quỷ nó cũng sợ mình. Thì cái người mà sống mà giới có cái phước cái đức ấy, ở đây muốn nói ấy, tức là nếu như một người mà đã chứng đạo, chứng quả, chứng thiền được, thì nó toát lên ở trong một cái sự hương tỏa của một người có đức độ đó, thì chư thiên họ quý kính người đó. Thí dụ bây giờ cái tâm từ của mình được lan tỏa cho mọi người, tâm bi của mình được lan tỏa cho mọi người, tâm hỷ của mình được lan tỏa cho mọi người, tâm xả của mình được lan tỏa cho mọi người, thì chư thiên họ cũng quý kính cái người đó, do người đó có cái đức tu, có cái đức tu. Thì bây giờ khi mà mình làm được một cái việc thiện gì đó, thì thường là mình hay có cái nguyện. Chúng tôi nghĩ rằng là
Nguyện là một lẽ, nhưng mà mình phải có nguyện. Nhưng mà cũng không cần phải là mình nguyện những cái gì nhiều lắm đâu. Chúng tôi nghĩ rằng một là nếu mà mình tái sanh lại làm người thì mình được cái sự an lạc hưởng cái phước của cái cảnh giới nhân loại. Còn nếu mà mình sanh làm một vị thiên thì mình hưởng phước của chư thiên. Còn nếu mà cái việc mà đời sống luân hồi chúng ta còn nói dài đấy, thì tự động chúng ta sẽ là cái nhân lành. Chúng ta nhờ cái việc thiện của chúng ta làm trong cái việc bố thí trì giới gì đó thì chúng ta nguyện làm cái nhân để giải thoát trong tương lai, thì nó cũng là một cái hành trang giúp cho chúng ta dễ dàng giải thoát trong tương lai. Nhưng mà mình nguyện là cứ nguyện, nhưng mà nguyện là một lẽ, rồi thành tựu hay không đó, nó còn là một lẽ nữa. Do vậy đó thì ở đây đó, khi mà chư thiên á, người ta có sự quan hỷ, giống như là mình thường là mình tạo phước đó, thì mình hay có hồi hướng cho một là thầy tổ ông bà cha mẹ, rồi mình là hồi hướng cho chư thiên, rồi mình hồi hướng cho người này người kia vân vân. Thì cái hồi hướng đó là cái nguyện lực của mình đến với người đó, hướng đến với cái người đó, hướng đến với người đó. Nhưng mà rồi đó thì mình hồi hướng cho chư thiên á, thì nếu mà chư thiên họ quan nghĩ, họ nhận được cái phước của mình á, thì mình có việc gì đó thì họ cũng có thể hộ trì mình được. Cho nên Phật dạy rằng là ai thương tưởng chư thiên thì vị ấy sẽ được chư thiên thương tưởng lại. Vị ấy sẽ được chư thiên thương tưởng lại. Cho nên xin thưa quý vị, mình không phải là mình làm việc thiện là ai cũng hộ trì mình hết được đâu. Bởi vì mình hiểu đó là có ác chư thiên giống như tu la, a tu la vậy đó. Chư thiên mà nó ác tâm á, thì nó cũng là có thể là có a tu la. A tu la. Mình gọi chung là vậy. Bởi vì sao? Chúng ta nhớ ở trong cái bài kích kinh mà đế kích thích sở vấn á, có thể là có khi đó là a tu la đó nó kéo quân đi, nó đánh các vị thiên ở cái thành của các vị thiên. Rồi các vị thiên vua trận á, là phải chạy đi tản lạc ở chỗ khác. Rồi sau một thời gian á, quy tập lại những cái lực lượng, cái quân mã lại đó, rồi quánh lại với là A-tu-la. Thì có lúc á, chư thiên á, họ cũng được lớn mạnh và họ quánh đánh bại A-tu-la. Nhưng mà có khi đó thì A-tu-la cũng đánh bại chư thiên, Cho nên là chư thiên chúng tôi nghĩ rằng có ác chư thiên và thiện chư thiên, hay là lòng thiện thần và ác thần đấy, mình gọi là như vậy đi. Thì đâu phải là những cái vị mà ác chư thiên họ gặp mình làm việc thiện lại họ hỗ trì mình đâu, chưa chắc. Cho nên nó có những cái trở ngại, có những cái sự thử thách, có những cái sự chống phá nó có. Nhưng mà các vị thiện chư thiên thì người ta thường hộ trì cho mình, biết mình làm được những việc thiện như vậy. Rồi khi mà mình làm được công đức thiện sự gì đó thì mình cũng hồi hướng cho chư thiên. Thì khi chư thiên quan hỷ nhận cái phần thức đó, họ luôn luôn hộ trì mình. Cho nên á, nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng một cái vị mà có đức có phước á, thì tự động sẽ có những vị thiên hộ độ những gì đó. Thí dụ như chúng ta nhớ rằng là có một cái vị tôn giả, tức là đi vào ở trong cái rừng sâu đó, rừng sâu mà không có ai đặt bát á, thì các vị chư thiên mới thấy rằng là vị này cái phước lớn quá đi, cho nên là các vị này cũng cúng dường những cái thực phẩm của các vị thiên. Đó chính là cái người có phước, người có phước có đức lớn. Cho nên ở đây đó, chúng ta biết rằng là chư thiên, cái hương vị của chư thiên rất là quan trọng. Chư thiên, các vị thiên họ luôn luôn hộ trì. Chúng ta thấy rằng ông Cấp Cô Độc đó, nhớ có một cái vị mà nữ thiên ở trong cái nhà của ông Cấp Cô Độc. Mà nữ thiên này lại là có cái ác kiến,
Ác kiến là cái suy nghĩ của nữ 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 thiên này đó, nói rằng là do là ông cấp cô độc đã thí hết cái tài sản của mình, cho nên bây giờ là không có cái tài sản gì hết. Cho nên sở dĩ mà nghèo, nói như vậy. Thì khi mà đến cái điều đó, đã đến tai ông cấp cô độc, ông cấp cô độc cũng chỉ cần nói thôi. Mặc dù ông nói là cái vị thiên nữ này nói như vậy là sai rồi, sai rồi, chữa đổi. Và ông cấp cô độc nói là tôi chấp nhận cho vị thiên nữ này ở cái căn nhà của tôi. Thì quả thật là cái câu nói của ông cấp cô độc thôi, chỉ cần nói như vậy thôi, thì thế là vị thiên này không được ở trong cái ngôi nhà này. Thì các vị thiên khác đuổi vị này ra. Rồi vị này, vị thiên nữ này mới là đi xin Đức Trời Đế Thích, để xin các vị thiên này thiên nọ để mà năn nỉ ông cấp cô độc để tha lại những cái lỗi lầm do cái câu nói của mình, do cái suy nghĩ của mình. Ở cuối cùng thì ông cấp cô độc đồng chấp nhận, là có nghĩa là kêu vị thiên này là kêu những cái người mà trước đây thiếu nợ ông cấp cô độc hãy trả hết những cái thực khiến làm sao để trả hết những cái tài sản của cải mà ông cấp cô độc trước đây cho họ mượn đó, lấy lại hết. Thì vị đó mới, vị thiên đó mới chuộc lại những cái lỗi lầm. Thì ở đây chúng tôi nói á, khi mà một người có đức á, và có phước á, thì sẽ được tỏa ngát hương, tỏa ngát hương. Giống như chúng ta nghe cái câu chuyện của Đức Phật cũng vậy. Khi mà Đức Phật ngày bệnh á, thì Đức Trời Đế Thích các vị thiên á, đến chăm sóc Đức Phật. Nếu mà một người bình thường á, thì sự thật ra chư thiên họ sợ mình với cái mùi hôi của con người, rồi của cõi nhân loại của con người đó, cho nên là các vị thiên họ cũng không có thích để gần gũi đâu. Nhưng mà chính Đức Trời Đế Thích đã tự tay đổ cái bô phân của Đức Phật, chăm sóc Đức Phật. Thì ở đây muốn nói một điều đó là hết sức là sự thật ở trong cái đời sống. Và ở đây muốn nói một điều đó là cái đức ấy, phước ấy, của một cái vị mà như Đức Phật, như Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác ấy, thì phải nói rằng cái phước đức đó lớn, chư thiên được phục vụ. Giống như là ngài Ca Sắc Bá, tức là ngài Ca Diếp, sau khi nhập định xong rồi xả định thì tự động Đức Trời Đế Thích biến để cúng dường cái thực phẩm đến ngài để cầu cái phước lành. Thì ở đây đó, một người mà thường có cái chánh niệm, tức là an trú chánh niệm ở trong pháp, an trú chánh niệm trong pháp, tức là nói đến một cái định mà ở trong kinh gọi đó là định diệt thọ tưởng định, diệt thọ tưởng định, tức là trong suốt 7 ngày tâm không sanh khởi, tâm không sanh khởi, cái cảm thọ không có, các cái tưởng hành nó cũng không, tưởng nó không có. Và như vậy đó thì đó là sự tạm thời chấm dứt trong khoảng thời gian đó. Cho nên cái nội tâm hết sức là an tịnh, hết sức là định, an tịnh hoàn toàn. Và do đó khi mà có một người cúng dường được những cái thực phẩm đến các ngài, sau khi các ngài xả thiền ra đó, thì tự động là phước báo rất là lớn. Thì chúng tôi nói cái điều này để nói đến cái năng lực của thiền diệt thọ tưởng định, là nước không cuốn được cái xác của người đó, dù là lũ mà nó cuộn cuộn nó đưa về đó cũng không thể nào cuốn người đó. Không, lửa cũng không đốt cháy được, và chắc củi lên đốt cháy cũng không cháy được. Rồi là không có một cái gì da đập được. Giống như chúng tôi nói là ngày Xá Lợi Phất khi mà nhập diệt thọ tưởng định rồi đó, thì có một vị Atula đó, do xoa chứ, bay ngang qua, cùng dùng cái chùy nó đập, cái chùy đó thì nó như cái quả núi vậy đó, nặng như quả núi, đập lên đầu của ngài. Nhưng mà khi mà ngài xả thì ra thì nó chỉ ê ê thôi, chứ nó cũng không có là cái gì hết. Thì nếu mà một người bình thường thì chắc tan xương nát thịt rồi, tan thịt rồi. Thì đây là cái năng lực của một cái vị mà gọi là nhập thiền diệt thọ tưởng định, để mà cái điều kiện mà để nhập diệt thọ tưởng định thì vì
thì đó phải chứng từ tam quả đến tứ quả, chứ còn nhị quả cũng không có làm được. Cái thứ hai về thiền chứng thì vị đó phải là chứng tứ thiền theo kinh tạng, tức là chỉ còn xả và định, thì cái mức độ tinh tế ở nội tâm á, thì vị đó mới nhập hoàn toàn để rồi là diệt thọ tưởng định được. Thì cái năng lực của thiền đó mang lại là như vậy. Thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu ở trong cái nội dung của cái bài học hôm nay. Khi một vị tỳ kheo đi khất thực rồi tự sống không nương nhờ người, chư thiên hương vì thương vị ấy thường an tịnh chánh niệm, tức là nói đến một cái vị mà có cái nội an tịnh hoàn toàn giải thoát, tức là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Như vậy thì những ai mà được phục vụ, những ai được cúng dường đến các ngài, thì người đó sẽ được phước rất là lớn. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để tăng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân. Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha upa vena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma upa vena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha upa vena sada sati bhavantu te. Tấn hành phu hoàng con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo Pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya ne wa ta san ti vi ha ra wa si ne thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha bi ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sapa na pu ta sukhi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se cha ta tha vo pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa